Chào các bạn. Trong nội dung của video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua việc phân tích một mã cổ phiếu mà các nhà đầu tư có thể sẽ quan tâm, đó là mã cổ phiếu DCM. Đây là mã cổ phiếu của công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau. Với cái việc mà chúng ta thực hiện việc định giá, đánh giá cũng như là phân tích mã cổ phiếu để các nhà đầu tư có một cái góc nhìn tổng quan và toàn diện về mã cổ phiếu này, giúp các nhà đầu tư có thể gia tăng thêm cái cơ hội tạo cái lợi nhuận cho cái quá trình đầu tư của mình. Các bạn đang đến với kênh Đầu tư Chứng khoán, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận những cái video mới nhất từ trong kênh của mình. Trên màn hình các bạn có thể thấy là đây là cái biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau. Như các bạn biết là vào khoảng tháng 7 năm 2008 thì lúc đó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát lệnh khởi công xây dựng cái công trình nhà máy đạm Cà Mau. Và vào khoảng năm 2011, đầu năm 2011 thì công ty trách nhiệm hữu hạn MTV phân bón dầu khí Cà Mau trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sở hữu 100% vốn chính thức thành lập để có thể là quản lý vận hành nhà máy đạm Cà Mau nằm trong cái khu công nghiệp khí điện đạm Cà Mau. Thông qua cái đó là những cái thông tin cơ bản mà nhà đầu tư có thể nắm bắt về cái cổ phiếu của phân bón dầu khí Cà Mau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua việc phân tích cái biểu đồ kỹ thuật để xem cái tình hình biểu đồ giá của cái công ty đạm Cà Mau hiện tại là như thế nào. Về cơ bản các bạn nhìn thấy là cái thời gian mà chúng ta thấy là cái thời gian tăng trưởng của cổ phiếu đạm Cà Mau, chúng ta thấy là từ đầu năm 2017 cho đến khoảng thời gian là chúng ta thấy là khoảng giữa năm 2017, khoảng tháng 7, tháng 8 gì đó thì cái mức tăng trưởng nó đạt được là khoảng 50%. Tuy nhiên sau cái khoảng thời gian tăng trưởng đó thì cổ phiếu của đạm Cà Mau lại liên tục rơi vào một cái kênh giảm giá về dài hạn, đến thời điểm là khoảng đầu năm 2020 là khoảng vào tháng 3 năm 2020 thì chúng ta thấy là cái mức suy giảm này lên đến 50%. Với cái ảnh hưởng và tác động của cái tình hình dịch bệnh COVID-19 và sau đó bắt đầu từ tháng 3 thì hiện tại cái sóng trung hạn tăng trở lại đối với cổ phiếu đạm Cà Mau là nó cũng đã tăng trưởng lên khoảng là 57%. Đó là về cái tình hình chung. Và dựa vào cái biểu đồ kỹ thuật thì tình hình hiện tại các bạn có thể thấy là những cái phiên gần đây nhất, những cái phiên ngày từ ngày 10 tháng 7 đến những cái phiên hiện tại lúc mà mình làm video ở đây thì là vào khoảng ngày 17 tháng 7 năm 2020. Thì lúc này hầu như các bạn nhìn vào cái mẫu hình nến tại đây. Nếu như chúng ta nhìn vào những cái mẫu hình nến để phân tích cái tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại thì rõ ràng trong cái giai đoạn những cái phiên gần đây nhất thì mẫu hình nến của DCM đang tạo nên những cái mẫu hình nến các bạn thấy là hầu như là những cái mẫu hình nến doji. Đây là cái mẫu hình nến cho thấy sự giằng co về giá cũng như là cái tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do vậy với cái tâm lý thận trọng này thì chúng ta sẽ có hai cái kịch bản rõ ràng nhất mà nhà đầu tư có thể nhìn thấy tại đây. Đó là cái kịch bản theo những cái tín hiệu kỹ thuật tại đây thì các bạn có thể kết hợp lại những cái tín hiệu kỹ thuật tại đây như mình thông báo cho các bạn. Đây là những cái đường chỉ báo Stock Oscillator về ngắn hạn và cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại nó khả năng cho thấy cổ phiếu có khả năng là kiểm tra lại, test lại cái đỉnh cũ, tức là cái đỉnh ngay tại cái vùng giá 9.500 tại đây. Đó là cái kịch bản đầu tiên các bạn có thể thấy là test lại đỉnh cũ quanh mức khoảng giá 9.000 đến 9.500. Nếu như cổ phiếu giữ vững cái vùng này, tức là giữ vững được cái vùng giá 8.900 này thì cái nhịp tăng có khả năng là trở lại để test lại cái vùng đáy, vùng đỉnh gần nhất ở đây là vùng 9.500. Đó là cái kịch bản đầu tiên. Kịch bản đầu tiên nha các bạn. Kịch bản thứ hai, đây là cái kịch bản đầu tiên cho cái kịch bản là tăng giá để kiểm tra lại cái vùng đỉnh đầu tiên gần nhất là vùng 9.500. Kịch bản thứ hai, nếu như mà chúng ta thấy là cổ phiếu nếu như gặp cái vùng hỗ trợ điều chỉnh mạnh thì chúng ta thấy là cổ phiếu có khả năng quay lại cái vùng giá 7.800 đến 8.000 tại đây để tạo nên cái vùng hỗ trợ mạnh nhất khi mà nếu như giá cổ phiếu của DCM có gặp cái lực điều chỉnh mạnh. Thì như cái tín hiệu kỹ thuật tại đây các bạn thấy là theo cái tín hiệu phân tích kỹ thuật gần nhất
thì cái biểu đồ kỹ thuật của mình nó đã chỉ báo cho các bạn là cái vùng mua đầu tiên tại cái vùng giá là 6.600 tại đây. Khi mà cổ phiếu vượt thoát ra khỏi kênh giảm giá về dài hạn, tức là cái đường màu đỏ gạch đất tại đây các bạn thể thấy, thì lúc này cái tín hiệu kỹ thuật đã báo cho chúng ta cái vùng mua đầu tiên. Tiếp theo cái vùng mua, cái vùng giá hỗ trợ cũng như là cái vùng tích lũy khá là mạnh quanh cái vùng giá 8.000 tại đây. Tín hiệu kỹ thuật cũng đã báo cho chúng ta cái vùng mua thứ hai. Sau hai lần cái vùng mua báo như vậy, nếu chúng ta lấy mức giá trung bình thì thời gian hiện tại chúng ta cũng đã có mức sinh lời là khoảng 17% đối với cổ phiếu của phân bón dầu khí Cà Mau, DCM. Và tại đây các bạn, với cái việc phân tích kỹ thuật, nếu như chúng ta kết hợp các cái chỉ báo về đường MACD, đường ADX, rồi các cái chỉ báo về Bravosa, chúng ta thấy là giá nó đã tạo một cái phân kỳ giá xuống với cái chỉ báo của các cái đường chỉ báo kỹ thuật này. Về khối lượng giao dịch hiện tại trong những cái phiên gần đây thì khối lượng cũng đã có cái dấu hiệu hồi phục hơn, cho thấy phần nào dòng có sự quay lại trở lại của dòng tiền trong cổ phiếu này. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa có cái những cái dấu hiệu nào đột biến cả. Do vậy thì về cơ bản, cái xu hướng tăng về trung hạn của cổ phiếu DCM vẫn đang là cái xu hướng tăng về trung hạn. Và về ngắn hạn thì nó sẽ khả năng rơi về một cái nhịp điều chỉnh về ngắn hạn. Và nếu như tích lũy tốt được quanh cái vùng giá 8.000 tại đây thì chúng ta sẽ thấy rất có cái khả năng cao để cổ phiếu có thể bật tăng trở lại trong cái thời gian ngắn cũng như là trong cái những cái giai đoạn về trung hạn và dài hạn tiếp theo. Đó là về những cái nhận xét về biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu DCM. Xong cái vấn đề phân tích kỹ thuật, chúng ta sẽ đi qua việc phân tích cơ bản. Với việc các bạn sẽ vào trang VStock, các bạn nhập mã cổ phiếu DCM để lấy đầy đủ các cái thông tin trên này, thông tin về cái kết quả kinh doanh trong cái báo cáo tài chính của DCM, về bảng cân đối kế toán, các cái chỉ số tài chính cơ bản cũng như là các cái thông tin về số cổ phiếu niêm yết, vốn hóa thị trường, rất nhiều các thông tin đầy đủ trên đây để các bạn đưa vào cái bảng định giá giá trị thực của mình để chúng ta có thể định giá được cổ phiếu DCM đang ở cái mức giá hiện tại là cái mức giá 8.900 thì với cái mức giá này nó có rẻ hay không, và việc chúng ta mua vào thì cái nền tảng, cái phân tích cơ bản của cổ phiếu này có tốt hay không. Và trên màn hình các bạn có thể thấy là có các thông tin về tài chính cơ bản nhất của cổ phiếu Đạm Cà Mau đã được chúng ta lấy và thu thập vào cái bảng định giá giá trị thực cổ phiếu mà chúng ta đã xây dựng trên phần mềm Excel tại đây, như các bạn có thể thấy. Và tổng điểm của Đạm Cà Mau đạt được là 5 trên 10 điểm, một mức điểm là chúng ta thấy là ở mức trung bình. Với những cái nỗ lực của ban quản lý, ban lãnh đạo cũng như là những người làm việc trong Đạm Cà Mau, hiện tại đã giữ vững được cái thương hiệu phân bón mà bà con nông dân yêu thích nhất, như chúng ta biết là phân bón của Đạm Cà Mau. Và trong suốt khoảng 8-9 năm hình thành và phát triển thì Đạm Cà Mau cũng đã trải qua không ít khó khăn và các thách thức tưởng chừng như không thể vượt qua. Tuy nhiên thì với những cái chiến lược, với những cái định hướng đúng đắn của ban quản lý cũng như là ban lãnh đạo trong cái chiến lược sản xuất kinh doanh, và với sự nỗ lực đồng lòng chung sức của tập thể cán bộ công nhân viên thì hiện tại chúng ta thấy là Đạm Cà Mau cũng đã có những cái thành quả nhất định của mình. Chúng ta thấy là những cái thông tin từ năm 2018 thì sản lượng sản xuất của Đạm Cà Mau đạt trên khoảng 815.000 ure, 815.000 tấn ure quy đổi, nó đạt khoảng là 108% so với kế hoạch từ những năm 2018. Và các cái chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ nó cũng đạt được khoảng là 940.000 tấn, doanh thu đạt được khoảng là chúng ta thấy là khoảng 6.008 tỷ đồng, lợi nhuận là khoảng 650, lợi nhuận khoảng là 650 tỷ đồng. Và với những cái thành quả này có được, chúng ta thấy là có được bởi những cái trạng thái sản xuất ổn định, an toàn, công suất đảm bảo cho cái quá trình là vượt cái công suất thiết kế của nhà máy Đạm Cà Mau. Chúng ta hãy cùng nhau và điểm lại những cái thông tin chính để chúng ta xem là những cái vấn đề tại đây đã được chúng ta, cái phần mềm chúng ta chấm điểm cho cổ phiếu của Đạm Cà Mau như thế nào. Đầu tiên chúng ta có thể thấy là cái mục điểm đầu tiên là về cái vốn hóa thị trường. Với các cái thông tin các bạn thấy là số cổ phiếu niêm yết là khoảng 529 triệu cổ phiếu. Đây chính là cái số cổ phiếu của Đạm Cà Mau đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán mà chúng ta có thể là xác định được các cái thông tin này nó cụ thể ở trên cái bảng định giá của mình.
Tiếp theo, các bạn cần phải quan tâm những cái thông tin quan trọng tiếp theo, đó là về thông tin về vốn hóa thị trường. Chúng ta thấy vốn hóa thị trường hiện tại là khoảng 4.700 tỷ. Đây chính là tổng các giá trị của số cổ phần của Đạm Cà Mau đang được niêm yết. Các bạn cơ bản chúng ta hiểu là 4.700 tỷ đồng, tức là chúng ta cần phải trả cái toàn bộ số tiền này ra để mua doanh nghiệp, toàn bộ cái doanh nghiệp Đạm Cà Mau trong cái thời điểm hiện tại. Và với cái tiêu chí là với cái số cổ phiếu và vốn hóa thị trường đạt ở cái mức tầm trung trên thị trường chứng khoán, thì chúng ta có tên gọi là mid cap. Và do vậy cổ phiếu này có được cái thanh khoản và cái tính minh bạch là tốt, mức lợi nhuận cao khoảng trên 30% một năm. Tất nhiên là lợi nhuận cao thì chúng ta phải đi kèm với cái rủi ro, nó cũng tương đối cao. Do vậy thì chúng ta sẽ chấm một điểm trong cái phần này. Tiếp theo về cái tiêu chí về ban lãnh đạo và cơ cấu tổ chức, thì qua cái xem xét về cái tình hình giá và cái quá trình phát triển hiện tại của Đạm Cà Mau, thì chúng ta thấy là ban lãnh đạo cũng là những cái thành phần, những người luôn có tâm huyết, tầm nhìn và tài năng, làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Và với việc mà cơ cấu tổ chức đầy đủ các cái thông tin về hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát cũng như là các đơn vị cấp dưới, thì chúng ta thấy là những cái thông tin này hoàn toàn là công khai minh bạch. Và nó cho chúng ta thấy là cái tính minh bạch, tính bền vững và có khả năng là phát triển tốt trong tương lai, những cái mục như vậy. Về quỹ đầu tư lớn thì chúng ta không có đánh giá cao, thì khi mà chúng ta biết là Đạm Cà Mau sẽ là trực thuộc Tập đoàn Dầu khí và hiện tại sở hữu khoảng với cái mức sở hữu của Tập đoàn Dầu khí hiện tại thì chúng ta thấy là khoảng 75% tính đến khoảng năm 2018, thì đó là những cái thông tin chúng ta có được. Do vậy thì chúng ta không đánh giá cao. Về báo cáo tài chính, tại đây chúng ta thấy là cái tình hình doanh thu của Đạm Cà Mau, những cái thông tin này, thông tin chính xác từ năm 2012 đến năm 2019, tại đây như các bạn thấy là với cái doanh thu cũng như là cái lợi nhuận sau thuế như thế này, nó hoàn toàn là nằm ở cái mức là ổn định, nó chỉ có lời và lời đều đặn, không có cái sự phát triển, không có sự phát triển. Kế đến chúng ta tính đến các cái thông tin về về bản cân đối kế toán cũng như là các cái thông tin nằm trong cái bản cân đối kế toán và cái bản lưu chuyển tiền tệ từ đây, thì chúng ta thấy là nó có những cái thông tin quan trọng như thế này. Thông qua cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên đây thì chúng ta sẽ thấy được cái mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền thuần, và lợi nhuận nó sẽ được xác định bằng cách cái chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Dòng tiền thuần trong cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ nó sẽ phản ánh sự chênh lệch giữa dòng tiền ra vào. Và chúng ta thấy là cái tình hình hoạt động cũng như là cái dòng tiền ra vào của Đạm Cà Mau có những năm thì chúng ta thấy là dòng tiền âm, nhưng có những năm thì dòng tiền nó cũng tương đối phát triển. Về vốn hóa thì vốn hóa tầm khoảng là chúng ta thấy là khoảng 5.000 tỷ. Tổng nợ vay thì chúng ta thấy mức nợ vay nó khoảng là từ 50%, 40 đến 50% so với cái tổng tài sản. So với cái tổng tài sản. Do vậy thì cái mức vay nợ của Đạm Cà Mau là cũng tương đối lớn. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét thêm những cái thông tin về chỉ báo tài chính để chúng ta có thể đánh giá tốt. Tuy nhiên về cái mức độ về thông tin về báo cáo tài chính thì chúng ta thấy là hiện tại nó chỉ giữ ở cái mức ổn định mà thôi. Còn cái vấn đề phát triển về tương lai thì chúng ta thấy là cũng chưa có cái sự phát triển về doanh thu, về lợi nhuận trong những cái năm gần đây nhất. Do vậy chúng ta cũng không chấm điểm trong các phần này. Tiếp theo là về vấn đề trả cổ tức. Thì như chúng ta biết là cái vấn đề mà chi trả cổ tức có đều đặn và có cao hay không, để chúng ta có thể đánh giá là công ty có cái nguồn tiền dư ra để chi trả cho cổ đông hay không. Việc mà chi trả cổ tức với tỷ lệ cao và thường xuyên, nó sẽ đánh giá được cho chúng ta là cái mức độ quan trọng như thế nào. Tức là việc trả cổ tức đều đặn sẽ hấp dẫn được các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mà chúng ta thấy là họ đi theo cái trường phái mà an toàn, uy tín. Vì họ sẽ nghĩ rằng là việc trả cổ tức đều đặn sẽ cho thấy được sự ổn định của doanh nghiệp, mà vì vậy việc đầu tư vào doanh nghiệp sẽ ít rủi ro hơn. Ở trên đây chúng ta xác là 4 năm gần nhất, từ năm 16 đến 19, doanh nghiệp có chi trả đều đặn. Và cái mức chi trả chúng ta thấy là từ 9% đến 12%.
Do vậy, đối với bản thân mình thì mình đánh giá cái mức chi trả cổ tức này là có đều đặn, thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo đến các cái nhà đầu tư như chúng ta. Tuy nhiên thì mức chi trả cũng chưa quá là cao, do vậy thì mình vẫn không chấm điểm trong phần này. Tùy vào bản thân các bạn, nếu các bạn thấy cái mức chi trả này của doanh nghiệp là tốt, là ổn, là phù hợp đối với các bạn thì các bạn có thể chấm điểm thêm vào cái tiêu chí về lịch sử chi trả cổ tức và chi thưởng của doanh nghiệp. Ở đây ví dụ như là năm 2009 với tỷ lệ trả là 9%, tức là doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp vào trong tài khoản chứng khoán cho cổ đông, cho các nhà đầu tư như chúng ta. Tỷ lệ 9%, tức là một cổ phiếu của Đạm Cà Mau thì nhận được là 600 đồng tiền cổ tức. Các bạn cứ xét như vậy. Tiếp theo, những cái thông tin về chỉ số tài chính tại đây. Các bạn thấy là những cái thông tin chỉ số tài chính là những cái thông tin về chỉ số ROA, Return on Total Asset, tức là cái tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản. ROE là tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Tức là như thế này các bạn, ROA nó sẽ là cái chỉ tiêu mà nó đo lường cái hoạt động của doanh nghiệp mà không quan tâm đến cấu trúc tài chính. Tức là tại đây các cái thông tin là 4%, 5%, 4 đến 5% cho các thông tin từ năm 16 đến 19 này sẽ cho biết là công ty tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận từ một đồng tài sản và các thông tin này có cao hay không, để chúng ta đánh giá được các cái mức độ tài chính của doanh nghiệp về cái vấn đề cơ bản, để chúng ta xem xét và nắm giữ cổ phiếu này về mặt lâu dài thì nó có tốt hay không các bạn. ROE thì cứ sẽ cho chúng ta biết là cứ một đồng vốn chủ sở hữu thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Và cái tỷ số này nó phụ thuộc vào quy mô, về mức độ rủi ro của công ty, về cái nhóm ngành và những cái thông tin khác. Tiếp tục, ROS là cái thông tin về tỷ suất sinh lợi trên doanh thu, GOS tỷ suất lợi nhuận gộp và DAR là cái tỷ lệ nợ trên tài sản. Đây là những cái thông tin về và những cái chỉ số tài chính rất là quan trọng. Do vậy, với việc chúng ta lấy thông tin từ đây thì bản định giá của mình sẽ trả lại các cái thông tin này có tốt hay không. Và chúng ta thấy là có 3 cái yếu tố tốt, đó là cái tỷ suất sinh lợi trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp. Những cái thông tin này chúng ta thấy là nó cho chúng ta biết cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng là tương đối tốt. Tuy nhiên, nếu như xét về cái mức sinh lời so với cái tỷ lệ vay nợ sử dụng đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp hiện tại thì hai cái thông tin về lợi nhuận trên tổng tài sản và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu nó chưa đáp ứng đủ và tốt để cái điều kiện mà chúng ta nắm giữ một cổ phiếu về dài hạn theo các cái thông tin, những cái chỉ số tài chính cơ bản. Do vậy, với việc hai cái thông tin và những cái thông tin chỉ số này là tương đối thấp, do vậy thì về cái chỉ số tài chính cơ bản chúng ta cũng không thể nào mà chấm thêm một điểm cho cổ phiếu của DCM, của Đạm Cà Mau cả. Tại vì tỷ lệ vay nợ có cao, vay nợ nhiều, tuy nhiên lại không đáp ứng được cái nhu cầu về sinh lợi trên tổng tài sản cũng như là cái vốn chủ sở hữu. Do vậy thì chúng ta cũng không đánh giá cao về cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp này. Tiếp theo là cái tính thời điểm EPS và P/E, chúng ta thấy là nó cũng chưa hội tụ, nó cũng chưa gần sát lại với nhau. Do vậy thì cái tính thời điểm này cũng chưa tốt để chúng ta chấm một điểm cho cổ phiếu của Đạm Cà Mau. Thông tin tiếp theo các bạn thấy là cái thông tin về định giá giá trị thực. Thông tin này rất là quan trọng. Sau khi mà chúng ta lấy được cái thông tin, tổng kết các cái thông tin nằm trong các báo cáo tài chính tại đây, các số liệu tại đây sẽ được đưa vào các công thức trên này để chúng ta tính ra cái giá trị thực của một cổ phiếu. Giá trị thực làm sao? Tức là với việc cái giá trị hiện tại của nó là 8.900 thì với cái giá này nó là rẻ hay chưa? Tức là nó sẽ xác định được cho chúng ta đang mua rẻ một cái cổ phiếu tốt hay không, có cái nền tảng tài chính cũng như là cái nền tảng về phân tích cơ bản cái hoạt động tài chính bên trong nó tốt hay không. Thì dựa vào cái định giá giá trị thực này thì chúng ta sẽ phần nào chúng ta có cái cơ sở để chúng ta nhận xét và đánh giá được một cái cổ phiếu. Trên này 7 cái phương pháp định giá: phương pháp P/E, phương pháp định giá dòng tiền tương lai, phương pháp DCF chiết khấu dòng tiền cho cái mức định giá là 11.700 trên một cổ phiếu. Phương pháp định giá theo giá trị sổ sách chúng ta thấy là cho cái mức định giá là 12.700 trên một cổ phiếu. Phương pháp BCF định giá theo dòng tiền cho chúng ta cái mức định giá là 11.100. Tiếp theo đó, phương pháp dòng tiền tự do doanh nghiệp FCFF cho cái mức định giá là 13.900. Định giá theo phương pháp AVE là 11.600.
Và do vậy chúng ta thấy là 7 cái phương pháp định giá này nó đều cho cái kết quả là cao hơn so với giá trị hiện tại của DCM của Đạm Cà Mau là khoảng 9.000. Với cái mức sinh lời mà so với cái giá hiện tại, với cái mức định giá là khoảng từ 10% đến chúng ta thấy là 50% trở lên. Do vậy, về định giá giá trị thật, hiện tại cái giá trị hiện tại này nó rẻ hơn so với cái giá trị thật mà những cái thông tin từ báo cáo tài chính tại đây nó cho cái kết quả cho chúng ta như thế này. Do vậy, cái tiêu chí về định giá giá trị thật của Đạm Cà Mau là cũng tương đối tốt và chúng ta có thể chấm thêm một điểm cho cổ phiếu này. Những thông tin tiếp theo về tính thời điểm và về cái biểu đồ kỹ thuật như chúng ta phân tích lúc nãy thì chúng ta thấy là biểu đồ kỹ thuật đang trong cái giai đoạn là tăng trưởng về trung hạn. Tức là về trung hạn thì Đạm Cà Mau đang có một cái làn sóng tăng trưởng lên. Do vậy, nếu như chúng ta đã biết nắm bắt thời cơ và mua cổ phiếu từ những cái giai đoạn tốt, chúng ta thấy là về cơ bản là mức định giá là khoảng từ 12 đến 14 ngàn, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng mở lại cái biểu đồ kỹ thuật để xem xét. Đây các bạn, nếu như theo cái giá trị thực là cái định giá giá trị thực của cổ phiếu Đạm Cà Mau thì nó nằm ở vùng 12 ngàn phía bên trên này. Nằm 12 ngàn phía bên trên này. Và theo cái tín hiệu kỹ thuật, nếu như các bạn quan tâm cổ phiếu này từ lâu thì nó đã báo cho chúng ta cái vùng mua từ vùng 6 ngàn. Từ 6-7 ngàn là đã báo cho chúng ta cái vùng mua rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì đã sinh lời được 30%. Và nếu như chúng ta vào trễ thì tốt nhất thì các bạn nên đợi những cái nhịp điều chỉnh mạnh để cổ phiếu có thể lùi về để kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ mạnh quanh cái vùng giá 8.000, 8.200 này hay không. Thì lúc đó chúng ta mua vào thì nó sẽ có độ an toàn cao. Còn về sát theo cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta thấy nó đang là cái sóng sóng tăng về trung hạn. Các cái đường chỉ báo trung bình, đường MACD, đường ADX tại đây thì vẫn là cho cái xu hướng tăng. Còn đến cái thời điểm cái vùng giá này các bạn, từ những cái phiên ngày 29 tháng 6 thì đang rơi vào một cái nhịp điều chỉnh về ngắn hạn. Nếu như điều chỉnh quá mạnh thì chúng ta vẫn hy vọng nó giữ được vùng giá 8.000 rồi sau đó bật ngược lại để hướng đến cái vùng giá trị thực là trên cái vùng giá 12.000 như thế này. Mình không có bất kỳ cái khuyến nghị đầu tư cho nhà đầu tư nào cả. Do vậy, dựa vào những cái thông tin phân tích kỹ thuật, những cái thông tin phân tích cơ bản để các bạn có những cái cơ sở các bạn lựa chọn cổ phiếu đầu tư theo phân cách đầu tư của các bạn. Chúc các bạn đầu tư thành công.